8 món hả? Bây giờ từng món nào. Nãy là đi vô chi tiết rồi ha, giờ wheel lên cái thôi. Đây. 8 món tủ trên có đó, món đầu tiên nè. Cây nước hạ. Rồi, ok. Nãy mình giới thiệu rồi, giờ mình chỉ lướt lại thôi, lướt lại là 8 món cho dễ nè. Đó, tiếp để khỏi lộn xộn. Thùng gạo điện mặt gương này. Ừ, khung này tính riêng chứ. Đâu. Không, chung chung với bộ phụ kiện này luôn. À, chung chung luôn đúng không? Thùng này dạng thùng Thùng gạo. điện hả? Sao điện hay sao gì? Pin. Pin hả? Pin này nó không tốn nhiều nên là được lâu lắm anh. À, như là chỉ có cái này là riêng thôi, cái máy rửa chén là riêng thôi. Riêng. À, còn mấy cái bộ Cái luôn. này vẫn nằm trong phụ kiện. À, rồi ok. Đó, vậy cho nó chỉnh vô. Thùng gạo mặt gương này. À, cái tủ không ở đâu bỏ cái thùng nữa đúng không? Ok. Đây cái mặt Rồi. gương, mặt tủ nó gạo Rồi. mặt Rồi. Ok. Rồi, tủ. Thùng phụng. gạo tròn Rồi. này, kệ nước nhớt tẩy rửa Là ở chung hay là cái này là hai riêng? món riêng, thùng rác này. À, thùng rác là Cái riêng, bình này chất tẩy riêng nữa rửa. là 4 món rồi đó. Này là Ừ, 4 món. ok, vậy cho nó dễ. Này. Đó. Em tổng lại 1 lần. Rồi. Kệ đựng ra gia vị Rồi. giao thức. Ok, 5. Giá xong nồi. Ừ. 6 nè, rồi dưới nè. 7. Giá xong nồi. Ừ. 7 món. Rồi. 8 món. Kệ gia vị. Rồi. Xong không? Tám món thôi nha. Ừ, 8 món. 8 món chung kia đó. Ai giới thiệu ở phần đầu rồi, phần sau là chỉ chốt lại hả? Là phun bộ. Ừ. Còn nếu ai muốn lắp riêng thì vẫn lắp riêng đúng Lắp riêng thì vẫn lắp riêng như bình thường không? thôi. Như kiểu là làm cho thuê á Nhưng mà lắp chung combo thì nó sẽ rẻ hơn. Ok. Đó, nó còn dễ ví nhỉ. dụ như kiểu là bên là anh muốn làm cho thuê á và giảm chi phí thì mình không nên dùng cái này Thì mấy cái này là dành cho do căn như nhà là cư mình dân phải ở thôi, mình ra mình còn cho thuê thì mình làm cái kệ cố định mà 2 tầng, tầng chén tầng riêng. Nguyên bản cái tủ này có một cái tấm đờn ở đấy này, em tháo cái tấm đờn thôi. Khi mà ok mình cần cái kệ cố định thì mình giữ lại cái tấm này, mình nhấn làm sao trong 2 tầng để ok cũng có một số khách em hỏi em bên cho thuê thì không lấy hết bộ, chung là đúng rồi, cho vẫn thuê đâu có lấy hết. Cái này là bộ full của em là chỉ có ở thôi, ở ta xác định lâu dài á đúng người rồi ta cho lấy, thuê thì chứ còn lấy cho thuê không những cái cũng cứ loại như vậy nhưng mà cái phân khúc nó á. thấp Ừ, hơn. đúng rồi, hoặc là lấy cái loại cũng giống gì. Ừ, nó thấp hơn, Phân khúc nó rẻ thấp tiền hơn hơn. nó dễ hơn. Ừ. Còn bên ở thì mình dùng cái loại này Đúng rồi, ở dùng lại tốt cho lâu chứ. inox của đa điện tử của hãng Evo thì bảo hành gì định viết. Ok rồi. Bả gỗ này xài nói chung là biết là gỗ tốt á, bền nhưng mà nó xài không kỹ nó cũng biết vậy. Hồi xưa anh ở bên kia đó cũng có bị Cái này gì thì nước thì chắc chắn là không gì rồi, inox thì nhưng mà hóa chất kiểu hóa chất nặng thì kiểu gì cũng gì, cái mà ok. nặng cỡ nào cũng gì. Thì đúng rồi. Đúng rồi, thế nên là cái này là gì nước, nước thì không gì. Còn như kiểu mình bỏ như kiểu là chanh mà vắt vào đây cái axit đó thì kiểu gì nó bị xuống màu. Ok vậy được rồi. À, từng món cho riêng. Còn cái này thì gì riêng, cái này nó không phải phụ kiện, cái này là thiết bị. Đúng rồi đó, thiết bị. Thiết bị Thiết bị thì lắp đâu thì tại vì mình điều phối lắp. Ủa, cái phí là bao gồm lắp đặt chưa hay là cái báo giá của em là giá phụ kiện là bao lắp đặt vận chuyển, rồi ok. tư vấn rồi khảo sát và tư vấn ở tại nhà là miễn phí hết. Rồi ok. Còn như bây giờ căn 2 phòng ngủ, căn 1 phòng ngủ thì nó lại khác, tại vì À. cái góc chữ L nên là mình À. gắn được một cái mâm xoay ở bên góc luôn, mâm À. xoay luôn. Căn 1 phòng ngủ thì nó lại nếu mà lắp tổng tiền full bộ ấy, thì nó lại giá lại cao hơn căn 2 phòng ngủ, À. tại vì cái căn ngủ cái góc lắp thêm cái giá chữ L nữa. Còn 3 phòng ngủ. Căn 3 phòng ngủ thì em À, chưa thử, chưa coi luôn. chưa chưa lên đâu. Ok. Rồi để ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xịt Tiền Dừa và Xịt Tiền En. Bye bye.